xin chào tất cả các bạn đã đến với channel đầu tư tiền ảo hai ngày vừa qua thì mình nhận được rất nhiều tin tức của mọi người thì hầu hết tất cả mọi người đều muốn biết là hiện bây giờ tình hình thị trường ra sao tại sao tất cả các đồng lại xuống giá và hiện bây giờ là nên mua hay nên bán thì mình sẽ uh, trả lời những câu hỏi đó nhưng mà trước hết mình muốn uh, đề cập tới một vấn đề khác trên màn hình của các bạn là cái biểu đồ của một công ty mà có rất nhiều người rất là quen thuộc nghĩa là công ty apple thì đây là cái biểu đồ của cổ phiếu của công ty Apple thì tạo sai mình lại muốn nói về uh, cổ phiếu công ty Apple thì một lát nữa các bạn sẽ rõ nếu như các bạn nhìn theo cái biểu đồ này thì các bạn thấy là từ năm 97 cho tới năm 2000 thì công ty Apple giá đã lên cao rất là nhiều một cổ phần là một cổ phần này từ dưới một đô la có thể đang phải nói là khoảng chừng 50 cent một cổ phần mà lên tới mức là 5.37 cent cho một cổ phần thì đối với thị trường của chứng khoán thì đây là lên rất là cao thì sau đó chúng ta đã biết là năm 2000 là bong bóng của Internet đã bị vỡ Và vài tháng sau đó các bạn thấy là cái cổ phần của công ty Apple lại xuống liên tục Thì xuống tới mức mà các bạn thấy là từ 5 đô 70, từ 5 đô 37 cent mà xuống còn dưới một đô la Thì lúc này là mọi người đều nghĩ là công ty Apple đã không còn hy vọng nữa Mà không những công ty Apple mà rất nhiều công ty Internet thời đó cũng đã bị uh, phá sản Nhưng mà nếu như những người có tầm nhìn cao hơn thì các bạn thấy là sau khi mà Cái bong bóng của Internet bị phá vỡ thì giá của phần công ty Apple lại, lại tiếp tục tăng lên Và cổ phần công ty Apple lại tăng lên liên tục cho tới thời điểm bây giờ Tuy nhiên những sự tăng lên thì lại có những cái sự bị giảm giá Giống như là hồi năm 2012 mà giá cổ phiếu của công ty, công ty Apple là 100 đô la mà giảm chỉ còn có 53 đô la nhưng mà nó lại tiếp tục tăng lên nữa cho đến giá hiện tại bây giờ là 175 đô la. Giờ khi chúng ta nhìn lại thì cái thời mà bong bóng internet bị vỡ của công ty Apple đó chỉ là một cái trục um, chặt rất là nhỏ trên cái bản đường của cổ phiếu của Apple. Lý do tại sao mình muốn đề cập tới công ty của Apple thì chúng ta phải nhìn lại đây chính là biểu đồ của um, bitcoin trong vòng mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy là sau khi bitcoin lên đỉnh là khoảng mười chín đô la thì bitcoin đã xuống giá thấp đến nỗi mà chỉ có khoảng là mười một năm trăm đô la thì hiện bây giờ là giá bitcoin đang giữ là mười lăm một thì nếu các bạn chỉ nhìn về một cái quãng đường này nhưng mà tính ra cái quãng đường này chỉ có khoảng chừng hai tuần mà thôi nghĩa là bắt đầu từ ngày 15 tây cho đến hiện bây giờ là ngày 23 tây thì chúng ta thấy là giá bitcoin đã xuống không hề tưởng tượng nổi mà từ 19.800 mà xuống còn có 11.000 mấy mà bây giờ giữ giá khoảng 15.167 thì chúng ta thấy là bitcoin đã xuống giá rất là nhiều và nhiều bạn đã hoang mang nhưng mà nếu như các bạn nhìn về một cái quãng đường dài hơn nghĩa là bắt đầu từ đầu tháng này thì các bạn thấy là đầu tháng này giá Bitcoin chúng ta bắt đầu là từ khoảng 10.500 đô la Như là trên biểu đồ chúng ta thấy khoảng 10.000 đô mà tới cuối tháng này chưa tới cuối tháng nữa thì giá Bitcoin đã là 15.158 đô la nghĩa là giá Bitcoin đã lên 50 phần trăm trong vòng một tháng vừa qua thì chúng ta thấy là giá đã lên rất là đáng kể cho nên chúng ta thấy là dựa vào cái giá cao nhất của Bitcoin lên ha, lên 19.800 hay 19 900 thì giá đã xuống rất là nhiều nhưng mà dựa về trong vòng 3 tuần 4 tuần vừa qua thì giá Bitcoin vẫn lên 50 phần trăm như lên rất là nhiều mà nếu chúng ta nhìn thấy từ đầu năm tới bây giờ thì giá Bitcoin đã từ 1.000 đô la mà lên tới 15.000 đô la thì một năm qua giá Bitcoin đã lên không thể nào tưởng tượng nổi và đây cũng không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng Bitcoin có thể xuống giá như vậy. Nếu chúng ta nhìn về những bạn nào mà đã À, biết về Bitcoin từ lâu thì chúng ta thấy là Hồi tháng 9 á, lúc mà nhiều sự cố xảy ra với lại à, Bên thị, à, thị trường Trung Quốc đã cấm à, những sàn giao dịch Giao dịch à, tiền kỹ thuật số Thì giá Bitcoin đã từ Lúc trước đó thì giá Bitcoin đã từ 1.000 đô mà lên cho tới khoảng 5.000 đô Và từ 5.000 đô đã xuống thẳng cho tới 3.000 đô Thì lúc đó mọi người cũng suy nghĩ là giá Bitcoin đã bị xuống 40% thì tương lai Bitcoin sẽ không còn nữa Nhưng mà chúng ta nhìn vào một khía cạnh khác thì giá Bitcoin sau đó lại tiếp tục đi lên Và lại đi lên rất là nhiều nữa Thì chúng ta thấy giá Bitcoin này tiếp tục đi lên từ cái giá 3.000 đô đó mà lên thẳng tới giá bây giờ là 15.134 Đó chỉ là một ví dụ mình thôi giá Bitcoin trong vòng 9 năm vừa qua từ lúc ra đời thì đã Gặp rất nhiều sự cố và đã đi lên Rất là, rất là cao và xuống rất là nhiều trong vòng vài ngày có thể xuống ba bốn phần trăm nhưng mà sau đó lại hồi phục và sau đó lại tiếp tục đi lên đỉnh cao nữa thì chúng ta nhìn thấy là hiện bây giờ nếu như những bạn nào mà đã um, gia nhập vào cái facebook của uh, cái youtube channel này thì cái link nằm ở dưới cái video các bạn có thể là tham khảo thì uh, hôm qua mình đã cập nhật cho tất cả các bạn thì từ hôm qua tới bây giờ thực sự không có bất cứ tin tức xấu gì uh, liên quan tới thị trường tiền kỹ thuật số hết những gì mà các bạn thấy bây giờ là chủ yếu là do nhiều người người ta chốt lời thì từ các bạn thấy là từ 10.000 đô đầu tháng mà tới bây giờ là 19.900 đô thì nhiều người chốt lời là rất là bình thường nhưng mà khi những người chốt lời đó thì lại có một số người khác trong lúc mà Bitcoin đang tăng vọt thì người ta lại đu theo thì khi mà một số người chốt lời thì một số người đu theo đó lại sợ hãi giờ bán đi cho nên chúng ta đã thấy Bitcoin tự nhiên đi xuống giá như vậy đó là một hiện tượng rất bình thường. thì giống như mình đã chia sẻ trên cái Facebook của mình thì trên um, thị trường của người đầu tư thì có hai cái tâm lý chính. tâm lý thứ nhất là khi mà thị trường lên cao thì nhiều người sợ bỏ lỡ cơ hội cho nên họ đã đu theo giá. nhưng mà khi mà mọi người chốt lời như chúng ta thấy trường hợp bây giờ những người mà chốt lời để mà ăn tết tây hay là họ chốt lời để mà ăn giáng sinh Noel thì những thì cũng những người mà đã đu theo lại sợ và bán cho nên giá nó lại tiếp tục đi xuống. Đó là rất là bình thường trên cái thị trường này. Tại vì khi mà cuối năm thì nhiều người không muốn mua bán và uh, trade hay là và giao dịch trên trên sàn thì những người đó có thể là chốt lời để mà lấy tiền ra. Nhưng mà tại sao mà nếu như vậy thì tại sao mà lại liên quan tới nhiều đồng khác và tại sao toàn bộ hầu hết những đồng ngoài trên đồng Ripple ra thì hầu hết những đồng khác đều lại bị xuống giá thì mình có thể chia sẻ cho mọi người là theo kinh nghiệm của mình thì thị trường tiền kỹ thuật số có ba hiện tượng hiện tượng thứ nhất là nếu như bitcoin đang lên cao đang lên cao rất là nhanh thì hầu hết tất cả những đồng khác đều sẽ xuống nếu như bitcoin đứng một chỗ hay lên xuống không đáng kể thì hầu hết tất cả những đồng khác sẽ lên lý do tại sao mà nếu bitcoin lên rất là cao thì những đồng khác sẽ xuống thì rất là đơn giản tại vì nếu bitcoin đang lên cao thì mọi người sẽ bán những đồng khác để mà dồn tiền vô để mà mua theo bitcoin đó là lý do tại sao thứ nhì nữa là nếu như bitcoin đứng một chỗ hay lên xuống không đáng kể thì những đồng khác đều sẽ lên nghĩa là một số người đã đu theo bitcoin nhưng mà khi bitcoin không còn lên cao mỗi ngày mấy chục phần trăm nữa thì những người đó lại khá nhàm chán và muốn đi kiếm một đồng khác để mà có lời hơn thì khi mà bitcoin đứng một chỗ thì những đồng khác nó sẽ được lời tại vì người ta sẽ đẩy tiền qua những đồng khác để mà kiếm lời hơn là bitcoin thứ ba là nếu như bitcoin xuống liên tục thì tất cả những khác cũng bị xuống tại vì bitcoin là đồng lớn nhất và là đồng đứng có giá trị cao nhất và được nhiều người quan tâm nhất cho nên khi mà người ta chốt lời bitcoin thì hầu hết những đồng khác đều sẽ bị ảnh hưởng họ đều sẽ bị chốt lời chung với bitcoin đó là một hiện tượng rất là bình thường tuy nhiên vẫn có ngoại tệ ngoại lệ nhưng mà rất là hiếm Tối hôm qua thì giá Bitcoin như mọi người biết là đã xuống tới giá là khoảng có 11 ngàn mấy trăm đô à, Nhưng mà có một sự kiện xảy ra tối hôm qua là tại vì nhu cầu đăng nhập quá nhiều cho với cái sàn của Coinbase Cho nên sàn của Coinbase nó đã ngưng hoạt động trong vòng vài tiếng đồng hồ Thì thật ra đó cũng là một chuyện vô cùng tốt tại vì cái lý do là sàn Coinbase ngưng hoạt động cho nên cái um, độ bán đã giảm đi nhiều và mọi người đã bình tĩnh lại cho nên khi mà sàn Coinbase mở cửa lại uh, hồi 9 giờ sáng thì tất cả mọi người đã bình tĩnh lại và không còn bán nữa và một số người đã bắt đầu mua cho nên giá nó đã được ổn định lại và chúng ta thấy giá hiện bây giờ là khoảng 15.000 đô la cho một bitcoin nhiều người thì thường thích hỏi mình là hiện bây giờ là nên mua những đồng gì Hiện bây giờ thì thị trường đang xuống có nên mua hay không hay là đang nên có nên mua hay không Hay là mình có một số tiền mà mình muốn đầu tư thì nên đầu tư gì Thì theo mình cái điều quan trọng nhất là các bạn phải đầu tư vào kiến thức và phải đầu tư vào tin tức Đó là điều rất là quan trọng cho nên trên cái video của mình lúc nào mình cũng quan trọng Thứ nhất là vấn đề kiến thức, thứ hai là vấn đề tin tức các bạn phải có cả hai các bạn mới có thể đưa ra cái quyết định riêng cho mình mỗi một người đều có một cái sự cần thiết khác nhau và lý do đầu tư cũng khác nhau cho nên rất là khó dùng một quan điểm đầu tư nào để mà có thể mà khuyên mọi người cho nên uh, mỗi một lần mà chúng ta thấy bảo tới hay là giá cả đều đi xuống rất là nhiều mà mọi người đều hoang mang thì mình có một dài lời khuyên các bạn thứ nhất là các bạn hãy suy nghĩ lý do mà bạn gia nhập thị trường này là gì có thể là bị được kiếm lời hay có thể là bạn tin tưởng thị trường kỹ thuật số là thị trường của tương lai hay là bạn nghĩ là tiền tệ của các nước đều bị vấn đề lạm phát cho nên bị giảm giá rất trầm trọng cho nên thị trường kỹ thuật số chính là tương lai hay là bạn chỉ thích những cái công nghệ của tiền kỹ thuật số bất kỳ lý do gì mà bạn gia nhập cái thị trường này thì bạn phải bạn phải nghĩ là lý do đó hiện bây giờ có còn hiệu lực hay là không Nghĩa là nếu các bạn gia nhập thị trường này vì công nghệ thì công nghệ có gì khác biệt hay là không? Có gì thay đổi khi mà gia nhập thị trường này cho tới bây giờ hay là không? Thứ hai là các bạn phải nghĩ là tại sao lại bị rớt giá? Bị rớt giá tại vì có tin tức xấu hay chỉ vì tâm lý của những người bán tháo mà thôi. Nếu như vì tin tức xấu thì các bạn phải nghĩ là tin tức này có ảnh hưởng lâu dài cho đến cái giá trị của đồng mà bạn đang đang cầm hay là không? hay là nếu như mà những người đi xuống tại vì những người bán tháo thì nghĩa là bạn vẫn có cơ hội để mà mua chai đồng vẫn có cơ hội để mà lên giá mỗi một lần mà bạn bán á, thứ ba là mỗi một lần mà các bạn mua thì sẽ có một người bán các bạn bán thì sẽ có một người mua nếu như mà giá xuống thấp mà bạn bán mà có người mua liền thì bạn phải nghĩ là những người mua là ai tại sao họ lại dám mua và họ biết những điều gì mà bạn không biết đó mới là quan trọng Tại vì thị trường này có thể có rất nhiều người tin tung xấu ra để mà dìm giá một đọc xuống Rồi họ lại dùng cái đó để mà tiếp tục mua Thứ ba nên các bạn phải hỏi là hiện tượng này đã từng xảy ra chưa Nghĩa là trước đây mấy tháng, trước đây 1-2 năm Có khi nào mà Bitcoin hay là những năm khác giảm giá như thế này hay hay là không nếu như đã có xảy ra rồi thì kết quả ra sao những năm này có hồi phục và lên đỉnh cao tiếp tục nữa hay là không hay là những năm này nó lại bị chết thì nếu như câu trả lời của các bạn là điều này đã từng xảy ra và cuối cùng là không có vấn đề gì giống như là bitcoin mình mới nói là bitcoin có thể là lên từ 1.000 tới 5.000 rồi sau đó từ 5.000 xuống còn 3.000 rồi sau đó từ 3.000 lại lên thẳng tới 10.000 rồi 10.000 lại có thể lên thẳng tới tới 20.000 và từ đó 20.000 có thể giảm xuống 11.000 nhưng mà Bitcoin có thể từ 11 ngàn mà lên 30 ngàn rồi lại bị giảm xuống còn 20 ngàn Cái đó cũng rất là bình thường Nếu các bạn nhìn vào cái lịch sử của giá trị tiền Bitcoin thì Trong thời gian dài thì lúc nào đồng tiền này cũng lên nhưng mà không phải là lên một lúc mà Lên rồi lại xuống rồi lên rồi lại xuống đó là rất bình thường đối với thị trường này Tại vì lúc lên thì sẽ có nhiều người muốn chốt lời Lúc xuống thì lại có nhiều người muốn mua cho nên giá nó được đẩy lên rồi kéo xuống rồi đẩy lên cao hơn rồi kéo xuống Rất là bình thường đối với à, Bitcoin và đối với những đồng tiền ảo khác nếu như các bạn đang nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình của các bạn thì các bạn sẽ thấy là khi mà Bitcoin từ 0 đô la mà lên tới 100 đô thì mọi người đều nói đây là một cái bong bóng tài chánh và là một cái sự lường gạt và họ sẽ nói là giá sẽ bị kéo về thì thực sự giá đã bị kéo về nhưng mà từ khi giá kéo về nữa tại lại từ cái số đó mà lên thẳng 1.000 đô la thì cũng những người đó nói là đây là một cái bong bóng tài chánh và là một sự lường gạt giá nhất định sẽ kéo về thì giá sẽ kéo về nhưng mà giá sau khi kéo về gọi lại đi lên cao hơn nữa từ 1.000 đô thành 3.000 đô thì cũng những người đó nói đây chỉ là một sự tường gạt đây là một món tài chánh thì giá cũng lại bị kéo về nhưng mà từ đó nó lại lên thẳng 10.000 đô thì hiện tượng này sẽ tiếp tục xảy ra và tiếp tục xảy ra rất là bình thường à, đối với Bitcoin và đối với thị trường kỹ thuật số cho nên đối với mình mình vẫn giữ vững lòng tin tại vì công nghệ thì rất là tốt và tin tức thì không có bất cứ tin tức nào xấu hết á tiền lý do tại sao mà tiền kỹ thuật số bị giảm giá là theo mình nghĩ là hiện tượng bây giờ là tại vì một số người chốt lời như hồi nãy mình nói và một số người khác khi mà đu theo giá quá cao thấy giá đi xuống lại hoang mang và bán đi cho nên làm cho giá càng lại càng xuống nhưng mà có một số người đã đợi sẵn ở vư đáy nghĩa là giống như các bạn thấy hôm qua hồi khoảng 11.000 đô thì đã có rất nhiều người đã đợi sẵn ở đó và đã mua đã đẩy giá trở lên 15.000 đô ngày hôm nay một tin tức khác nữa các bạn biết là Mike Novogratz là một người mà rất là yêu thích về cái thị trường tiền kỹ thuật số ông ta đã đầu tư rất nhiều tiền vô Bitcoin và vô à, đồng tiền Ethereum nhưng mà hôm nay ông ta lại ra một cái tin tức là ông ta nghĩ là giá của Bitcoin sẽ trở về à, khoảng 8.000 đô la thì các bạn nghĩ tại sao ông ta nói như vậy? Đối với một người mà trong tay nắm rất là nhiều tiền và rất là nhiều đồng thì lý do tại sao ông ta nói là giá Bitcoin có thể trở về 8.000 đô thì rất đơn giản, tại vì ông ta muốn giá có thể trở về 8.000 đô để tiếp tục mua nữa. Cho nên ông ta đã tin ra những tung những cái tin tức này để mà đẩy giá xuống cho ông ta có thể là hưởng lợi khi mà giá đi xuống à còn có 8.000 đô. la cho nên khi các bạn nhìn thấy bất cứ tin tức nào mà một người mà uh, có tiếng tâm hay là có tiền mà nói xấu về Bitcoin Thì các bạn phải nghĩ là tại sao họ muốn nói xấu về Bitcoin Họ có phải thật sự không thích Bitcoin hay là không Hay là họ muốn nói như gì để mà đẩy giá xuống để mà mua thêm Kế tiếp thì có rất nhiều bạn đã muốn hỏi mình về tin tức của Charlie Lee Là người mà đã tạo lập ra uh, cái đồng Litecoin uh, Cái tin tức là ông ta đã bán hết những đồng Litecoin nắm trong tay Thì đó là một tin tức đúng và lý do ông ta muốn uh, bán tất cả những đồng nằm trong tay của mình tại vì ông ta không muốn có mâu thuẫn lợi ích cá nhân nghĩa là ông ta cảm thấy là nếu như trong tay mình giữ quá nhiều đồng Litecoin mà mỗi một lần mình nói tốt vì đồng Litecoin hay là gì đó thì giá lại lên thì thì ông ta lại bị chi trích là ông ta đã nói những cái đó để mà được lợi ích cá nhân tại vì trong tay ông ta bản thân đã cầm rất nhiều đồng Litecoin và ông ta đã bán đi nhưng mà khi mà ông ta bán đi lại bị chỉ trích là nếu như ông ta đã bán hết những đồng nắm trong tay thì ông ta đâu còn lý do gì để mà nó tốt cho đồng Litecoin nữa thì thực sự ra thì mỗi người đều có suy nghĩ riêng và một số người đã nghĩ là ông ta đã bán hết đồng Litecoin tại vì ông ta nghĩ Litecoin không có tương lai mình thì suy nghĩ cá nhân thì không có nghĩ lại vậy mình nghĩ là Charlie Lee là một người trong vòng nhiều năm qua đã có rất nhiều tiếng tâm và hầu hết là ông ta có rất nhiều um, lời khen và tiếng tâm rất là tốt ở trong cái lĩnh vực tiền kỹ thuật số này thì không có lý do nào mà vì bây giờ mà ông ta lại đánh mất hết những cái tiếng tâm đó mình nghĩ là ông ta thật lòng muốn là bán hết đồng Litecoin để có thể là chú tâm um, để mà thúc đẩy cái việc công nghệ của Litecoin mà không bị mâu thuẫn cá nhân nhưng mà vì cái việc làm đó đã bị nhiều người chỉ trích là ông ta bây giờ đã không còn uh, Dính dáng như tới đồng Litecoin và cũng không có còn Lý do gì để mà thúc đẩy đồng Litecoin Mình nghĩ là Charlie Lee um, trước đây là kỹ sư của Google Sau đó là giám đốc kỹ sư của Coinbase Và sau đó đã tạo ra đồng Litecoin và đã giữ rất nhiều đồng Litecoin và Bitcoin Thì đối với mình thì tài chánh của charlie rất là khá hơn thế nữa là anh của charlie lee hồi xưa à, là chủ của sàn btcc à, của trung quốc thì gia đình tài chánh rất là khá không có lý do gì vì tiền mà anh ta có thể đánh mất à, những gì mà mình đã tạo ra trong vòng mấy à, năm vừa qua cho nên mình nghĩ là tin tức này không có ảnh hưởng tới giá trị của đồng litecoin thì bây giờ thì hầu hết những công ty à, của nước ngoài nhất là Mỹ thì đã bắt đầu nghỉ lễ Giáng sinh và là Tết Tây Cho nên những việc mà đầu tư cũng đã giảm bớt rất là nhiều Nhưng mà các bạn thì cứ nghĩ đi nếu như mà giá Bitcoin xuống thấp như vậy Và giá của thị trường cứ được số xuống thấp như vậy thì bắt đầu đầu năm Khi mà mọi người đã trở về à, và những cái quỹ đầu tư lại nhận được à, tiền cho năm mới để mà bắt đầu tiếp tục đầu tư Thì họ sẽ bỏ tiền về đâu nếu như mà tất cả tiền đầu tư năm sau một phần đó lại được đẩy vào thị trường kỹ thuật số thì giá của tiền của kỹ số đến lúc đó sẽ lên như thế nào à, đó là một điều các bạn cần phải suy nghĩ thứ nhì nữa là như mà mình đã nói thì sau khi mà có hợp đồng tương lai của Bitcoin thì đó là một cái bàn đạp để mà những công ty đòi hỏi sự chấp thuận của ban quản lý chứng khoán của Mỹ để mà chấp nhận à, một cái quỹ đầu tư Bitcoin, cái quỹ đầu tư Bitcoin này thì bản thân phải dự à, trữ bitcoin cho nên không có giống như là hợp đồng tương lai mà không cần phải dự trữ bitcoin và cái quỹ đầu tư này à, bắt đầu từ năm bắt đầu từ tuần này đó họ đã liên tục à, để mà nộp 6 cái hồ sơ cho 6 cái quỹ Bitcoin khác nhau để mà được chấp thuận nếu như mà một trong sáu hồ sơ này được chấp thuận thì giá Bitcoin lúc đó sẽ thật sự mà nói không thể tưởng tượng được tại vì lúc đó là những người mà đầu tư bình thường có thể mua và bán Bitcoin tự do mà không cần à, phải tự giữ Bitcoin cái quỹ Bitcoin nó sẽ giữ Bitcoin cho họ và họ không cần phải quan tâm tới mua trên sàn họ không cần phải quan tâm tới là giữ chữ Bitcoin à, bằng cách nào để cho an toàn cho nên nếu như một trong sáu cái quỹ này được chấp thuận thì giá bitcoin sẽ lên rất là nhiều. Tiếp tiếp nữa là một tin tức um, cũng khá tốt đối với thị trường này là đã có nhiều lời đồn là nhà băng lớn của Mỹ là Goldman Sachs đã đang chuẩn bị để mà giao dịch uh, tiền kỹ thuật số trên sàn giao dịch của họ. thì đây hiện bây giờ cũng chưa có gì chứng thực nhưng mà theo nhiều nhà báo thì đây là một tin tức khá tin cậy thì nếu như nhà băng Goldman Sachs là một nhà băng đầu tư lớn của Mỹ mà bắt đầu giao dịch tiền kỹ thuật số thì lại có một số tiền khác tiếp tục à, đổ vào tiền kỹ thuật số nữa cái video này thì cũng khá dài rồi thì mình muốn kết thúc bàn cái tin tức là năm cái sàn giao dịch Bitcoin ở Hàn Quốc đã mướn những người mà hacker để mà tấn công sàn của họ để mà thử nghiệm coi coi bảo mật sàn của họ có tốt hay là không thì kết quả thì thực sự là không tốt gì hết trong vòng năm năm cái sàn giao dịch của Hàn Quốc khi mà mướn hacker về tấn công một sàn của họ để mình thử nghiệm thì hacker đã hoàn tất và đã có thể là tấn công vô sàn của họ để mà bản thân của hacker đó là được mướn để làm việc này nhưng mà nếu như mà là một hacker khác thì họ có thể tấn công và lấy tất cả tiền trên sàn đi thì chúng ta thấy là đây tiếp tục là một cái việc mà mình muốn nói trên cái channel này là tất cả mọi người phải cẩn thận khi mà giữ tiền trên sàn tại vì sàn có kiên cố cấp mấy đi nữa thì cũng sẽ bị hacker tấn công mà một ngày nào đó thì sàn sẽ bị hacker tấn công thành công và bạn sẽ bị mất tiền và khi bạn bị mất tiền thì sàn nó có đền tiền cho bạn hay là không là do quyết định của sàn và nhiều sàn đã không có đền tiền cho mọi người cho nên điều quan trọng nhất trong cái thị trường này là các bạn phải giữ cái số tiền mà bạn cần giữ trên sàn để mà trao đổi hay giao dịch nhưng mà những số tiền khác bạn không cần phải giữ trên sàn thì hãy bỏ vào ví cá nhân hay là ví chứa lạnh là tốt nhất đến đây thì mình xin tạm ngừng cái video này à uh, mình thì vẫn còn đang ở việt nam thì theo nhu cầu của nhiều bạn thì muốn offline thì mình sẽ dành thời gian để offline với mọi người trong vòng à uh, uh, hai tuần tới đây thì mình đã đăng một cái post ở trên uh, facebook để cho mọi người biết là mình sẽ cho mọi người biết tin tức à uh, về uh, địa điểm và thời gian thì nó sẽ nằm ở Sài Gòn mà mình chưa biết ở chỗ nào khi mà mình uh, nhận được tin tức thì mình sẽ báo với tất cả mọi người chi tiết để những bạn nào mà có uh, nhu cầu tham gia thì uh, mình sẽ cho mọi người tin tức. thì nếu các bạn thích cái video này thì hãy nhấn cái nút like hay là thích để cho những người khác có thể kiếm được cái video này dễ dàng uh, và nếu các bạn chưa có uh, gia nhập hay là sub vào cái chương trình youtube này thì các bạn hãy sub vào để nhận được những tin tức mới nhất tới đây thì uh, mình tạm ngừng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau.